Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục kiểm tra, xử lý nghiêm vụ sinh viên ăn cơm canh thừa. Phó Thủ tướng Lê Thành Long giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì khẩn trương chỉ đạo kiểm tra, xử lý nghiêm các sai phạm liên quan thông tin báo chí nêu sinh viên phản ánh phải ăn cơm canh thừa, có dị vật. Hình ảnh trong bản tin của VTV24 về việc sinh viên phản ánh phải ăn cơm canh thừa, có dị vật. Ngày 9 tháng 10, Văn phòng Chính phủ có văn bản gửi Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng về việc khẩn trương chỉ đạo kiểm tra, xử lý nghiêm các sai phạm liên quan thông tin báo chí nêu sinh viên phản ánh phải ăn cơm canh thừa, có dị vật. Văn bản của Văn phòng Chính phủ nêu báo Tuổi Trẻ Online ngày 7 tháng 10 và một số phương tiện thông tin đại chúng có đưa tin về việc chất lượng bữa ăn không bảo đảm của sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội trong 2 tuần học giáo dục quốc phòng và an ninh. Về vụ việc trên, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp các cơ quan và địa phương có liên quan khẩn trương chỉ đạo kiểm tra, xử lý nghiêm các sai phạm theo quy định. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo tăng cường chỉ đạo, quản lý, kiểm tra việc thực hiện công tác bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục, bảo đảm chất lượng, an toàn, không để tái diễn trường hợp tương tự. Trước đó chiều tối ngày 7 tháng 10, thông tin từ chương trình Chuyển động 24H, VTV24 cho biết thời gian gần đây đường dây nóng của Chuyển động 24H liên tiếp nhận được phản ảnh của nhiều sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội về chất lượng bữa ăn trong 2 tuần học giáo dục quốc phòng. Bản tin của Chuyển động 24H nêu theo các sinh viên, ngoài cơm và canh bị quay vòng, bữa trước ăn thừa dùng cho bữa sau, các sinh viên còn phát hiện nhiều dị vật bất thường trong thức ăn. Đến mức có nhóm sinh viên phải mua bánh mì chia nhau ăn bữa trưa, dù vừa mới rời nhà ăn A15. Một số sinh viên khác cũng kể lại trên VTV24 về việc một sinh viên gặp trứng lục bị ì thối, hay trong thức ăn có cả ruồi, cả vitamin chích chích, ì phân chuột. Ngoài cơm, những bát canh ăn dở cũng được gom lại, đổ vào nồi, tiếp tục múc thành các phần ăn mới. Sinh viên cũng cho biết nhiều lần phát hiện dị vật, côn trùng hay phải ăn trứng thối. Các em đóng 75.000 đồng tiền ăn một ngày, gồm bữa sáng 15.000 đồng, bữa trưa và tối 30.000 đồng. Phó giáo sư tiến sĩ Huỳnh Đăng Chính, Phó giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội, cho biết sau khi tiếp nhận phản ánh sinh viên học khóa học giáo dục quốc phòng, an ninh của trường phải ăn cơm canh thừa, nhà trường đã tổ chức gặp gỡ sinh viên để nắm bắt thông tin. Ban lãnh đạo nhà trường đã đưa ra một số quyết định quan trọng, như rút kinh nghiệm tất cả các khâu liên quan, dứt khoát dừng đơn vị cung cấp dịch vụ suất ăn cho sinh viên học quốc phòng an ninh, giao phòng công tác sinh viên giám sát toàn bộ hoạt động liên quan đến bữa ăn của sinh viên, chủ động nắm bắt phản hồi của các em. Ông Chính nói,